vào ngày 28 tháng 1, cả nước đã phát hiện thêm 82 ca dương tính với virus sa cốc 2 tại Hải Dương và Quảng Ninh. Ngay lúc này, mọi thông tin và diễn biến mới của dịch bệnh đều được người dân cả nước dành sự quan tâm đặc biệt. Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết nhé. Không đứng ngoài cuộc, dàn nghệ sĩ VBIP như Trấn Thành, Việt Hương, Thu Hoài, Đăng Khôi, BB Trần, Hờ Hèn châu bùi đã cùng lên tiếng để chung tay đẩy lùi dịch bệnh và lan tỏa những thông điệp tích cực đến với khán giả chấn thành kêu gọi mọi người đeo khẩu trang mỗi người một tay giúp nhà nước chống dịch nghệ sĩ việt hương cầu an yên đến với người dân trong thời điểm tết đến xuân về hoa hậu thu hoài nhắn nhủ khán giả hạn chế tụ tập đông người hờ hen buồn bã khi nghe tin về dịch bệnh tại hải dương và quảng ninh mình nghĩ lúc này mọi người cần hết sức bình tĩnh và nâng cao cảnh giác khẩu trang giữa tay đầy đủ, tóc tiên viết. Đăng khôi vững niềm tin dịch bệnh sẽ qua đi nhanh chóng. BB Trần Lan tỏa thông điệp tích cực đến với khán giả giữa mùa dịch. Châu Bùi động viên mọi người bật chế độ sẵn sàng chiến đấu, đeo khẩu trang, giữa tay sạch sẽ để phòng chống dịch bệnh, nâng cao ý thức bảo vệ chính bản thân. Ảnh Facebook nhân vật